Anh ơi, cho em hỏi học tiếng Nhật có khó không? Em đang vân vân không biết là nó thế nào đấy. Đơn giản đấy mà, để anh dạy cho chúng một vài câu nhá. Đây là cái gì? Ô tô đúng không? Có nghe tiếng ô tô không? Ô tô trong tiếng Nhật có nghĩa là tiếng động. Nghe thấy tiếng động không? Tiếng động đấy. Và các bạn hãy xem đây. Đây là một ông bố rất là trẻ. Ông ấy đã có 50 con rồi. Đây là một con út đúng không? Và ông ấy biết lái ô tô. Ồ, đi đâu đây? Ô tô hết xăng, đi mua xăng mà. Xăng rồi á? Đi. Ồ, mua xăng rồi à? Mua xăng rồi. Đâu. Ồ, xăng này. À, biết không? Ô tô, xăng. Trong tiếng Nhật có nghĩa là ông bố. Là bố này, xem gọi bố ơi. Ô tô, xăng. Ô tô sang nhé. Ăn gì đâu, mua gì đâu. À, em còn mua thêm mấy quả na. Na này, lớn rồi mà thích ăn na nhỉ. Lớn rồi thích ăn na. Ô tô na trong tiếng Nhật có nghĩa là người lớn. Ô tô na trong tiếng Nhật có nghĩa là người lớn. Và ông bố trẻ này rất là hiền lành. Chú biết trong tiếng Nhật nói như thế nào không? Đơn giản như đây. Ô tô na si. Ô tô na si ですね. Ô tô na si. Hai. Ô tô sang. Ô tô sang. Ô tô na si. Ô tô sang wa otona. Ô tô sang wa otona si. Chú thấy không? Một người ban đầu không hề biết một chút tiếng Nhật nào và cũng không cần phải sử dụng một chút năng lượng nào cả, cũng nhớ được mấy từ mới trong tiếng Nhật rồi đúng không? Bạn nhớ không? Ô tô là gì? Tiếng động. Ô tô sang là gì? Bố. Ô tô na là gì? Người lớn. Ô tô na si là gì? Hiền lành, ít nói. Wow, dạy tiếp đi anh. Thôi được rồi, anh sẽ dạy tiếp cho chú. Lắng nghe nhé. Chú có biết hoa anh đào không? Trong tiếng Nhật là Sakura. Biết đúng không? Sakura. Xem này, Sakura. Hoa anh đào nở rất là đẹp đúng không? À, hãy để ý hai từ đầu tiên. Đó là saku. Saku. Sakura saku. Sakura saku. Saku có nghĩa là nở. Hoa anh đào nở. Sakura saku. Sakura saku. Tối. Tối trong tiếng Nhật là gì? Tối à? Đơn giản thôi. Đó là, hãy để ý hai chữ cuối nhé. Kura, 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 kura. Thêm một chữ y là sao? Kurai, 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 kurai. Kurai có nghĩa là tối. Và bỗng nhiên một con ma xuất hiện. Một con ma xuất hiện. Nó đang nằm trên một chiếc gối. Hãy để nhìn xem, nó đang nằm trên một gối. Hãy nhìn xem, nó đang nằm trên một chiếc gối. Và ma kura. Tiếng Nhật có nghĩa là gối. Nhớ nhá, makura có nghĩa là gối. Và bây giờ chú hãy hình dung xem, bây giờ chú muốn mua chiếc gối của con ma đó, đúng không? Sao hỏi tiếng Nhật như tiếng Việt như nào? Bao nhiêu tiền, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có từ đó là thêm chữ y vào đằng trước, chữ y của chữ kurai vào đây đúng không? Cho vào đằng trước, xem nào. Ikura, ikura có nghĩa là bao nhiêu tiền, né? Bao nhiêu tiền? Ikura. Vậy là chú lại biết thêm 4 từ mới nữa rồi đó. Đó là saku, nở. Kurai, tối. Makura là gì nhỉ? Gối. Và ikura là bao nhiêu tiền. Thấy không? Tiếng Nhật có khó đâu. Mà chú có biết sắp tới tiếng Nhật sẽ là gì nhỉ? Ngoại ngữ số 1 được phổ cập tại Việt Nam không? Em không biết anh ạ. Vậy thì bắt đầu ngay đi kẻo không kịp. Vâng, bây giờ hoặc không bao giờ. Lương cao không chỉ còn là ước mơ. Nếu bạn biết tiếng Nhật.